phải bỏ ra một cái số tiền rất là to nhá, có tầm hơn 2 tỷ các bạn ạ, đó mới có thể mua được con xe này. Cái giá trị thực sự bác là quá to luôn. Mà bây giờ đây có hơn 100 triệu thôi các bác nhỉ. Cánh cửa có rèm chắn nắng này. Đó, đây là ghế zin nhá, ghế zin nguyên bản luôn. Đây con xe này nội thất còn đẹp này các bác này. Toàn bộ đây. Đó, trần này các bác này, đó trần đẹp này. Toàn bộ đây tác ly zin đây. Quá chất lượng luôn. Những phần gỗ này sang xịn này các bác này, rất là đẹp này, nhựa này. Cái dòng này đi rất là đầm luôn các bạn, cực kỳ đầm luôn. Em chào các bác nhé. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và lưu thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Đây là toàn bộ là gương kính chỉnh điện này các bác này, nhớ ghế 3 vị trí này, đầy đủ luôn. Toàn bộ đây những phần nhựa đây các bác nhìn ạ, có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Vân gỗ zin này, ghế da zin này. Toàn bộ này đèn là đèn auto nhá. Đó, vô lăng tích hợp bàn phím, có chế độ ga tự động đầy đủ. Màn hình Android to đùng luôn này. Kết hợp cam lùi này, âm thanh cực kỳ hay luôn. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes E240. Mua mới hơn 2 tỷ mà bây giờ chỉ có 165 triệu thôi. Các bác bảo có rẻ không ạ? Quá rẻ luôn đúng không ạ? Cực kỳ rẻ luôn. Em khẳng định luôn nhá. Cái form dáng của E240 này đi luôn rất là êm luôn. Bác nào đã trải nghiệm là mê luôn ạ. Đi luôn đầm thôi rồi luôn ạ. Cực kỳ êm. Toàn bộ đây các bác nhìn này ạ. Xe còn cực kỳ chất lượng các nhá. Trang bị túi khí vòng quanh xe, phanh ABS, điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Có rèm chắn nắng tự động bằng điện luôn. Ghế chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí nhá, nhớ ghế 3 vị trí đầy đủ. Có hai vùng điều hòa độc lập này, các bác nhìn này, điều hòa đằng sau này. Có cái form này đi cực đậm luôn ạ. Cực kỳ đậm luôn ạ. Màn hình Android đa chức năng các nhá. Có kết hợp âm thanh hay, nội thất đẹp luôn. Có một mẫu xe được trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại. Nhưng bây giờ sự bác là giá quá rẻ rồi. Và đây là cái form dáng bên ngoài chiếc xe đây các bác nhá. Đó, cái form nó dài. Đó. Cái form này mình nhìn mới sang này các bác này. Đó, nó cũng có một cái led sang riêng biệt các bác nhá. Đó, càng nhìn càng sang luôn. Nó rất là dài luôn ạ, nó cực kỳ chuồng xe. Và đây em sẽ đóng hết cánh cửa vào này. Để em mời các bác em xem form dáng nhá. Form dáng nó đẹp lắm các bạn. Các bác nào đã trải nghiệm cái dòng xe này thì các bác rất là thích luôn. Tại vì cái độ đầm của con xe này đẳng cấp luôn ạ, cực kỳ đẳng cấp luôn ạ. Và các bạn nhìn cái form này nó rất là dài luôn. Và bên em đưa ra một cái mức giá là siêu rẻ luôn, siêu tốt cho bác rồi. Hiếm có chỗ nào rẻ hơn nhé, em khẳng định luôn đấy. Cái giá này khẳng định luôn này. Đó, không có chỗ nào rẻ hơn rồi. Mẹc E240 sản xuất năm 2003, đăng ký lăn bánh năm 2004. Đó, số tự động. Bên em chào bán mức giá là 165 triệu. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em vào số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Bên em chuyên hóa tu cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Có giá bên em đưa ra là bên em bao rút hồ sơ luôn cho các bác. Có đâu các bác có nhu cầu vận chuyển thì thêm phí cho em nhé. Đó, form này nhìn nó có một cái led sang riêng nhé. Nó rất là sang luôn. Form nó dài như thế này các bác nhìn này. Cái đến các bác nhìn cái form qua đã biết là nhìn cái form đã biết là nó đầm thế nào rồi đúng không ạ? Đó. Quá đẹp luôn. Em khẳng định luôn cái giá này rất là tốt rồi, giá rất là rẻ rồi, em khẳng định luôn là hiếm có chỗ nào rẻ hơn. Lỉ đây đằng sau nguyên bản này các này. Đó, đằng sau đây cũng là lỉ đây. Nguyên bản này. Đó, xe còn zin mà lại đẹp như thế này thì thật sự các bác là em khẳng định luôn, nếu mà để mà đi con này mê luôn ạ. Đi nó êm, cảm thấy nó độ nó êm luôn. Nó cực kỳ êm luôn ạ. Nó chống ồn tốt. Phải nói là đẳng cấp các bạn ạ. Sau đây em mời các bác em xem phần không máy động cơ nhé. Màn hình đầy đủ không này? Màn hình đầy đủ luôn. Đó. Màn hình đa chức năng này. Báo mở cửa luôn này. Đang mở cửa báo luôn này. Đó. Cam này. Cảm biến này không này? Cảm biến này. Đó.
Vào đây các bác xem, giờ tôi đang tự động bấm điện này đó, màn hình cam đùi đây led căng này, xe chất lắm các bạn, cực kỳ chất luôn ạ. Đây ghế điện này các bạn, ngả này lên này, gối đầu chỉnh bằng điện luôn này, cái đai ạ, vô lăng chỉnh điện này. Nói chung là cái giá này em khẳng định luôn là không có chỗ nào rẻ hơn rồi. Các bác đi con xe này các bác phê luôn, các bác cảm thấy đi nó êm lắm, nó chống ồn siêu tốt luôn. Đây em mở khoang máy các bác xem nhá. Đó anh khoang máy, máy con này lổ bao chất luôn các bạn, bao chất lượng luôn, máy êm du luôn ạ, à, khẳng định luôn nhá, im đét luôn nhá. Mà cái giá này thực sự bác là hầu như là nó quá rẻ rồi các bác ạ, nó quá rẻ rồi, hiếm có chỗ nào rẻ hơn. Toàn bộ đây các xem, giá siêu tốt cho bác luôn, tìm đâu ra các bác ạ, tìm đâu ra rẻ như này mà còn chất lượng như này, máy im đét luôn. Dạ vâng, một lần em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.